Hôm nay trong bản tin tổng hợp ngày 21 tháng 2 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Vụ 39 người Việt chết ở Anh, 6 người bị bắt và một phụ nữ bị truy nã. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội lại đạt ngưỡng rất xấu. Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng được giảm án. Trong phần thời sự, Đài Áp A ghi nhận sắp hết dịch virus corona ở Việt Nam, học sinh vẫn nghỉ học hay không? Ngoài những mẫu tin đáng chú ý vừa nêu, chương trình chúng tôi còn có những thông tin và thời sự đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Hoài kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 7 bị can trong vụ án tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, khiến 39 người Việt thiệt mạng trong xe tải khi nhập cư bất hợp pháp vào Anh hồi hạ tuần tháng 10 năm 2019. Truyền thông trong nước cho biết quyết định khởi tố vừa nêu được Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành vào chiều tối ngày 20 tháng 2 năm 2020. 7 bị can trong vụ án này bao gồm Trần Đình Trường, 35 tuổi, trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Thúy Hòa, 36 tuổi, Võ Văn Kỳ, 58 tuổi, Võ Văn Hồ, 68 tuổi, Lê Văn Huệ, 53 tuổi, cùng trú tại tỉnh Nghệ An; Nguyễn Quốc Thành, 26 tuổi và Nguyễn Thị Thúy Diễm, 30 tuổi, cùng trú tại thành phố Cần Thơ. Báo giới cho biết 6 trong số 7 bị can đã bị bắt. Riêng bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm được nói là hiện đang sinh sống tại Trung Quốc, và Công an tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 21 tháng 2 năm 2020 ra quyết định truy nã quốc tế đối với người phụ nữ này. Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã xác định các bị can vừa bị khởi tố, trước đó đã tổ chức và làm thủ tục cho tổng cộng 67 người ở Việt Nam sang lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu. Chất lượng không khí tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vào hôm 21 tháng 2 năm 2020 lại tiếp tục xấu khi đạt ngưỡng tím. Truyền thông trong nước loan tin vừa nói cùng ngày và giải thích ngưỡng tím là rất có hại cho sức khỏe con người. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ô nhiễm không khí bắt đầu trở lại từ ngày 17 tháng 2 và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong ngày 21 tháng 2, các điểm đo của cơ quan này tại Hà Nội đều có ngưỡng rất xấu, chỉ số chất lượng không khí AQI trên 200 hoặc gần bằng tương đương. Hệ thống quan trắc của Đại sứ quán Mỹ cũng ghi nhận kết quả tương tự. Với mức ô nhiễm như vậy, những người thuộc nhóm nhạy cảm như người già, trẻ em, người mắc bệnh hô hấp được khuyến cáo ở trong nhà, những người khác hạn chế ra ngoài. Còn theo hệ thống theo dõi chất lượng không khí PM, khắp Bắc Bộ nhiều điểm đo vượt ngưỡng tím lên ngưỡng nâu, tức ngưỡng nguy hại, khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế ra khỏi nhà, vệ sinh mắt mũi họng bằng nước muối sinh lý. Tại phiên phúc thẩm hôm 21 tháng 2, liên quan đến vụ án thất thoát 1.700 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, một số bị cáo đã được giảm án so với án sơ thẩm, gồm hai cựu cán bộ Lê Bạch Hồng và Nguyễn Huy Bang. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày. Cụ thể, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội tuyên án ông Lê Bạch Hồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, 5 năm 6 tháng tù giam, giảm 6 tháng so với án sơ thẩm, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Huy Bang, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, bị tuyên 12 năm tù giam, giảm 2 năm so với án sơ thẩm, và ông Hoàng Hà, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch Tài chính, bị tuyên 4 năm tù giam, giảm 3 năm so với án sơ thẩm. Các bị cáo liên quan vụ án bị giữ nguyên mức án sơ thẩm là ông Trần Tiến Vĩ, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, bị 3 năm tù, ông Nguyễn Phước Tường, cựu Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, bị 14 năm tù. Sau phiên sơ thẩm trước đó, các bị cáo Lê Bạch Hồng, Nguyễn Huy Bang, Trần Tiến Vĩ, Nguyễn Phước Tường đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hoàng Hà kêu oan lúc ban đầu nhưng sau xin giảm nhẹ hình phạt. Bộ Công Thương hôm 21 tháng 2 cho hãng tin Reuters biết khu vực chế tạo của Việt Nam với ví dụ điển hình là hãng Samsung sẽ gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguyên liệu nhập từ Trung Quốc do ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona. Theo Bộ Công Thương, Samsung, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam cũng phải chịu ảnh hưởng.
cụ thể là dây chuyền sản xuất hay là điện thoại mới của hãng này vì phần lớn phụ kiện nhập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm 20 tháng 2, trang tin Nikkei của Nhật Bản trích lời giới chức công ty điện tử Samsung Electronics cho biết các nhà máy Samsung ở Việt Nam vẫn diễn ra ở công suất tối đa. Ông Nguyễn Trí Thông, giám đốc truyền thông công ty điện tử Samsung Việt Nam cho biết hoạt động của Samsung tại Việt Nam vẫn hoàn toàn bình thường. Cứ 2 chiếc điện thoại Samsung bán ra trên thế giới thì có 1 chiếc được sản xuất tại Việt Nam. Chúng tôi đang hoạt động hết công suất. Samsung đã công bố ra mắt điện thoại Galaxy S20 tại Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 2. Điện thoại dự kiến sẽ bán ra thị trường ngày 6 tháng 3. Điều này cho thấy Samsung có đủ năng lực để sản xuất model cao cấp tại các nhà máy Việt Nam cho cả thị trường trong nước và quốc tế. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Trong phần thời sự, thưa quý vị, bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 16 tại Việt Nam đã được xuất viện vào ngày 21 tháng 2, đúng như dự kiến của chính phủ Hà Nội. Nghĩa là trong tuần tới, Việt Nam không còn ca nhiễm virus corona nào nữa. Cùng với tin mừng này, trong cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, Bộ đang cân nhắc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 2 tháng 3. Tuy nhiên, trước đó một ngày, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh lại gửi kiến nghị đến chính phủ cho phép học sinh, sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ đến hết tháng 3 do lo sợ dịch có thể diễn biến phức tạp. Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh, học sinh xung quanh vấn đề này được chúng tôi ghi nhận trong ngày 21 tháng 2. Mời quý vị cùng theo dõi trong bài ghi nhận sau đây. Mặc dù chính phủ Việt Nam hôm 20 tháng 2 cho hay bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 15 trên tổng số 16 ca nhiễm đã được xuất viện, và hôm nay ngày 21 tháng 2, bệnh nhân thứ 16 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được xuất viện. Nghĩa là Việt Nam không còn bệnh nhân nhiễm dịch bệnh virus corona. Thậm chí trong hơn 30 ngày qua, các tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa đều thông báo không phát hiện ca nhiễm mới nào, nên sẽ sớm được công bố là các tỉnh, thành phố không còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới gây ra đang hoành hành tại Trung Quốc, nơi xuất phát dịch khiến hơn 2.000 người thiệt mạng chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm 2020. Giữa tin mừng vì một số tỉnh thành đã hết dịch và Việt Nam đã điều trị thành công cho 16 bệnh nhân nhiễm virus corona, thì hôm 20 tháng 2, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh lại đề xuất chính phủ cho học sinh tại thành phố này tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3 để phòng ngừa lây nhiễm bệnh, trong khi Bộ Giáo dục Đào tạo đang cân nhắc việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 2 tháng 3. Và lãnh đạo Hà Nội cũng vừa thông báo học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2. Thậm chí một số tỉnh, thành phố đã cho học sinh trở lại trường học từ ngày 24 tháng 2. Hoang mang, ngỡ ngàng và không hiểu dịch còn hay hết, nhiều phụ huynh, học sinh và người dân thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi gặp gỡ đều chỉ biết mong dịch hết thật để cuộc sống trở lại bình thường. Cũng như mọi người, ai cũng trông cho qua, dù nhẹ, dù nặng gì mình cũng trông cho nó qua khỏi thôi chứ. Dù một cái chứng bệnh nhẹ như sổ mũi nhức đầu mình cũng trông cho cái dịch bệnh nó qua lẹ để cho dân chúng người ta nhờ chứ. Thế em thấy không, bây giờ học sinh người ta đi học cũng không được, cũng tội mấy đứa nhỏ, giờ đi đâu ra đường cũng sợ, sợ đủ thứ, buôn bán tất cả các, mình đi chợ buổi sáng người ta cũng sợ, người ta cũng hạn chế đi. Nói chung thì mình mong nó qua sớm để cho đường xá nó đông lại, cho nó vui lại, chứ mà cứ bệnh dịch như vậy người ta không dám ra đường, cái thứ nhất. Thứ hai là nó mấy cái đồ mà kiểu như là gel rửa tay nè, rồi mấy cái khẩu trang đồ nó hơi khan hiếm, người ta tranh giành để mua, quấn lộn nhau. Em thấy trên mạng rồi đó là nó tranh giành nhau để giành khẩu trang, rồi em thấy quấn lộn vậy thì em thấy nó không hay. Chị nghĩ là Việt Nam mình chắc chắn hết dịch sớm nhất, tại vì cái khí hậu nóng này nó đâu có gì đâu, nó sẽ ổn định lại.
cũng mong cho nó hết dịch sớm em ơi. Nói chung là tất cả những cái về cái công việc cũng như buôn bán kinh doanh của tất cả những ngành hàng nó ổn định hơn, nó sẽ tốt hơn, trở lại bình thường. Nói chung Việt Nam mình đâu đáng ngại đâu, và thấy Việt Nam mình cũng phòng ngừa tốt thôi, ý thức của người dân cũng tốt thôi, rửa tay, đeo khẩu trang, giống tôi cũng đâu đeo khẩu trang. Cô cũng mong cho hết cái dịch bệnh này đi, chạy để cho dân nó đi để làm ăn yên ổn với con, chứ cái tình hình này ở chợ ế ẩm rồi, là trường hợp là tất cả những cái hàng quán khách sạn đồ này kia là ngừng chạy hết, thì cô cũng sớm là cho cái tình trạng bệnh này cho chấm dứt để cho người dân mình làm ăn yên ổn, rồi mấy đứa nhỏ nó đi học là bình thường. Chứ giờ mấy đứa nhỏ mà nó nghỉ thì cha mẹ cũng bận rộn hết rồi, đâu có thời gian đâu mà lo làm ăn. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ có những ý kiến khác nhau xung quanh đề xuất cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3 của lãnh đạo thành phố. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của họ vào ngày 21 tháng 2. Mời quý vị cùng theo dõi. Nói chung là chị cũng không tin tưởng lắm, tại vì bé thì nó có sức đề kháng rất là thấp. Thì mình buôn bán ở nhà nên là để bé ở nhà thì không sao. Mà còn có nhiều cái nhà khác thì người ta lại bận bịu thì người ta hơi giống như là khó khăn xíu. Còn mình thì bình thường. Nhưng mà dịch bệnh này thì chị thấy là để bé chị ở nhà là tốt hơn. Nên là chị cho bé nghỉ được hết năm nay. Thì nói chung để cho nó ở nhà cho nó yên tâm hơn thôi, chứ đâu có dám cho đi đến cái chỗ mà đông người. Nhà trường thầy cô nói chung cũng quan tâm lắm. Thì gửi tài liệu qua điện thoại máy tính để cho các học trò họ làm bài đầy đủ. Nói chung thì cũng không có bằng ở trường được. Từ này nó chỉ làm những cái bài mà nó chỉ hiểu, nó biết được thôi. Chẳng những số mà nó không hiểu thì ở trường thầy cô sẽ giảng cặn kẽ hơn. Chứ mình ở nhà đâu có bằng trường được em. Dạ, con cũng rất nhớ thầy cô và trường và các bạn. Dạ, cô cho nguyên lớp một tờ giấy để làm bài và ôn lại qua online Facebook. Không có khó khăn gì á, mà thường là giúp chúng em ôn lại nhớ lại các bài. Dạ, theo con thì con thấy là một phần là cũng tốt, là giúp cho học sinh tránh được dịch bệnh, nhưng mà nếu mà nghỉ lâu quá thì sẽ ảnh hưởng tới việc học nhiều. Dạ, là ở trên trường là sẽ tạo ra một cái website để mà tụi con lên trển rồi lấy bài tập về nhà học. Dạ, thì khó khăn là có một số bài thì tụi con sẽ không có biết giải như thế nào, thì cũng phải tìm những cái trang web để mà học, với lại hỏi thầy cô thì cũng khó, tại vì thầy cô giờ này cũng phải đi họp nhiều nữa. Cô nhớ trường, cô nhớ lớp, cô nhớ bạn bè, cô nhớ thầy cô. Con sớm con đi học dạy. Chưa biết chính phủ có đồng ý với đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh hay không, nhưng trả lời với báo chí trong nước vào ngày 20 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tùy theo tình hình dịch bệnh virus corona của địa phương mà đưa ra quyết định cho học sinh nghỉ học. Ông Thứ trưởng còn nhấn mạnh, chúng tôi đề nghị chủ tịch địa phương phải là người quyết định. Tuy vậy, với đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ hết tháng 3, thì Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn lại cho rằng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là người có ý kiến về việc này. Liên quan đến việc nên cho học sinh nghỉ học hay đi học trở lại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng được truyền thông trong nước trích dẫn lời cho biết, tại nhiều nước có ca nhiễm virus corona, học sinh sinh viên vẫn đi học. Tổ chức Y tế Thế giới và một số tổ chức quốc tế ngoại giao đoàn cũng đã khuyến nghị với tình hình dịch bệnh hiện tại, đã đến lúc Việt Nam xem xét thời điểm cho học sinh sinh viên đi học trở lại. Riêng với đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, lại cho rằng những địa phương là tâm điểm của dịch bệnh thì cần khoanh vùng và có thể có những giải pháp đặc thù cho địa phương đó. Tuy nhiên, theo thống kê thành phố Hồ Chí Minh, thì số người nhiễm virus corona chỉ có 3 người. Vậy có thể được liệt kê vào danh sách tâm điểm của dịch bệnh để có giải pháp đặc thù hay không?
và tỉnh, thành phố nào sẽ được chính phủ đưa vào danh sách sẽ có những giải pháp đặc thù trong việc phòng chống dịch virus corona? Câu trả lời đang chờ ý kiến của chính phủ, mà theo ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, hôm nay ngày 21 tháng 2, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ có quan điểm chính thức sau cuộc họp với lãnh đạo chính phủ và các ban ngành. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến phần cuối tin tức thời sự của chúng tôi hôm nay. Kính mong quý vị cùng trở lại vào bản tin tuần sau cũng ngay trên kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Hòa Ái cầu chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật yên vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại!